Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Hà Nội Tech thực hiện. Đây là chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, English Pronunciation Practice. Thưa các bạn, trong các bài trước, chúng tôi đều có nhắc lại 4 cái tiêu chí phát âm chuẩn. Một là Good Pronunciation, phát âm âm riêng lẻ cho chuẩn. Thứ hai là Natural Speed, đọc theo đúng tốc độ mà người Anh nói tiếng Anh. Thứ ba là Natural Rhythm, đọc theo đúng các cái nhịp điệu trong từng câu. Và thứ tư là Natural Intonation, ngữ điệu trong câu chúng ta phải sử dụng cho đúng để thể hiện nghĩa của câu và tình cảm của người nói. Và chúng ta cũng nói đến việc luyện phát âm theo 4 bậc, từ bậc thấp nhất là Sounds, âm riêng lẻ, đến Word là từ, rồi đến Phrase, tức là cái nhóm từ cao hơn, và cuối cùng cao nhất là Sentence, là câu. Thì trong mỗi một cái bậc đó nó có những cái đặc thù mà chúng ta luyện. Trong các bài trước thì chúng ta đã hoàn thành cái phần luyện âm sounds, tức là nguyên âm và phụ âm. Mấy cái bài học về các âm riêng lẻ cũng thật là vất vả, nhưng mà nó tạo đà cho chúng ta vào một cái cấp cao hơn bậc cấp âm, tức là word level, để cấp độ từ. Hôm nay chúng ta học bài số 5, word stress, trọng âm từ. Thưa các bạn, như thông lệ, trước khi vào một bài mới thì chúng ta có một bài tập thở trong vài phút. Các bạn đã quen với cái bài 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door, 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Đó là 4 câu chúng ta dùng để luyện điều khiển hơi thở. Bây giờ câu thứ nhất, 1, 2, 3, 4, các bạn hít một hơi vào và thở ra vừa đọc, làm sao cho đến chữ four là chúng ta hít một hơi thở. Chúng ta chuẩn bị ngồi thẳng lại. Bắt đầu, hít vào, thở ra, đọc 1, 2, 3, 4. Chúng ta làm câu thứ hai. Bắt đầu, thở ra, đọc Mary's at the cottage door. Câu thứ ba, hít vào, thở ra, đọc 5, 6, 7, 8. Hít vào, thở ra, đọc eating cherries off a plate. Xin cảm ơn các bạn. Giờ chúng ta sang bước thứ hai, tức là một hơi thở chúng ta đọc hai câu. Chúng ta chuẩn bị, bắt đầu, thở ra, đọc 1, 2, 3, 4, Mary's at the cottage door. Chuẩn bị, hít vào, thở ra, đọc 5, 6, 7, 8, eating cherries off a plate. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta vào word level. Trong word level thì chủ yếu là có trọng âm từ. Các bạn đã biết là trong tiếng Anh thì mỗi một từ đều có một trọng âm. Mà từ nào mà không có trọng âm thì không thành từ tiếng Anh. Giống như trong tiếng Việt, từ nào của chúng ta cũng phải có một thanh điệu ma mà má mà mạ, sắc quyền hoặc ngã nặng, vân vân. Thế nếu từ không có cái từ tiếng Việt nào mà lại không có một thanh điệu thì trong tiếng Anh cũng vậy, không có một từ nào là không có trọng âm. Những từ một âm tiết thì trọng âm rơi vào nó, còn những từ hai âm tiết, rồi ba âm tiết, bốn âm tiết, thì những cái từ có nhiều âm tiết như vậy thì bao giờ trong cái từ đó cũng có một âm tiết có trọng âm, còn các âm tiết khác thì không có trọng âm. Âm tiết có trọng âm tức là âm tiết đọc với ba yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là cao hơn, thứ hai là to hơn, và thứ ba tức là nó hơi lên một tí. Thế cho các bạn chú ý là cao hơn các âm tiết khác và to hơn các âm tiết khác. To hơn tức là dài hơn các âm tiết khác và nó hơi lên một tí. Tôi nói ví dụ như là từ happy có hai âm tiết happy, chúng ta không đọc ngang nhau là happy mà chúng ta đọc âm ha cao lên, ha và pi thấp xuống. Thì đó là vì nói một cách hết sức đơn giản về trọng âm từ của tiếng Anh. Chúng ta không đi vào lý thuyết cho nên tôi không phân tích theo cái chuyên ngành ngữ âm, mà chúng tôi chỉ nói là cái hiện tượng nó là như vậy. Thế thì
Việc luyện trọng âm từ là hết sức quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không nói đúng trọng âm từ mà nói theo kiểu tiếng Việt từ nào cũng có trọng âm thì phải nói hết sức là mệt mỏi cho người nghe. Ví dụ như a successful woman thì a success trọng âm rồi successful ba âm tiết thì chỉ có ses là có trọng âm, và woman thì chữ wo có trọng âm và mân không có trọng âm. Vì thế chúng ta phải đọc là successful woman, successful woman. Cái cách đến này, chứ chúng ta không thể đọc là successful woman thì đọc như thế đó là chúng ta không đặt trọng âm vào đâu cả. Luyện trọng âm từ là một rất là khổ công vì nó tạo ra một cái thói quen mới trong khi nói. Các bạn thấy chúng ta nói liên tục nhiều câu mà trong câu nào có từ nào có trọng âm chúng ta phải nhấn mạnh. Tất nhiên khi chúng ta học vào cái cấp độ sentence, cấp độ câu hay cấp độ phrase vân vân thì chúng ta lại có những nguyên tắc khác để làm giảm bớt các cái trọng âm trong cái câu đó, không phải là 10 từ có 10 trọng âm mà có những cái từ mà nó không có trọng âm vân vân. Điều này chúng ta sẽ học ở trong các bài sau, nhưng ở đây chúng ta khoanh lại trong cái từ riêng lẻ thì bao giờ từ riêng lẻ cũng có một trọng âm. Thế thì trọng âm trong tiếng Anh thì làm sao chúng ta biết được là từ nào trọng âm rơi vào đâu? Thì nguyên tắc chung là thế này: trọng âm của một từ thì cố định, ví dụ successful thì bao giờ nó cũng rơi vào ses chứ không bao giờ lại rơi, lúc thì vào sắc, lúc thì vào full, lúc vào ses, luôn luôn là successful. Tức là nhìn chung một từ thì trọng âm rơi vào một cái vị trí cố định. Tất nhiên có một số các nguyên tắc chúng ta sẽ biết sau này nó có một vài các ngoại lệ. Thế nhưng mà vào trong câu ấy thì cũng có lúc mà từ có trọng âm thì nó lại mất trọng âm vân vân. Thế nhưng mà cái quan trọng là trong một từ thì trọng âm ở vị trí cố định, nhưng mà từ này với từ kia thì trọng âm lại khác nhau. Tức là tôi xin nói cụ thể hơn là ví dụ một từ có hai âm tiết thì có thể từ này hai âm tiết thì trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ nhất, nhưng mà cũng một từ khác hai âm tiết thì trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai. Chứ không phải cứ hai âm tiết là trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Thì cái ấy là cái khó trong tiếng Anh. Nhiều người cứ bảo là học tiếng Anh rất khó, từ nào biết từ ấy, thì gặp từ mới phải tra từ điển, gặp từ mới thì nên tra từ điển cho nó chắc chắn. Nhưng mà chúng ta cũng có một số các nguyên tắc để mà chúng ta suy ra cái trọng âm. Tất nhiên lời khuyên của chúng tôi là không nên suy, mà trong trường hợp mà chúng ta không có từ điển hay là trong một trường hợp đặc biệt nào đó mà chúng ta suy ra thì thôi thì cũng còn tạm tạm được, nhưng mà không hoàn toàn chính xác đâu. Nhưng mà dẫu sao các cái trọng âm nó cũng giúp chúng ta khá nhiều trong việc học. Thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 6 nguyên tắc về trọng âm của tiếng Anh. Điểm thứ nhất, tức là nếu mà từ có hai âm tiết thì thông thường âm tiết thứ nhất có trọng âm. Ví dụ như happy, happy, hoặc là từ butter, butter là bơ mà trọng âm rơi vào but, hoặc là từ pretty, pretty, xinh đẹp nhé, trọng âm rơi vào pret. Thế nhưng mà cũng có một số các từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Tôi nói ví dụ như là begin, begin là bắt đầu thì trọng âm rơi vào gin chứ không rơi vào be. Mà hoặc là từ produce là sản xuất ấy thì trọng âm rơi vào produce, trọng âm rơi vào deuce, âm tiết thứ hai. Nhiều người nói rằng những cái từ mà bắt đầu bằng một tiền tố thì không có trọng âm, mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cái tiền tố đó không có trọng âm, nhưng mà nói thế thì hơi phức tạp, bởi vì rồi chúng ta làm thế nào biết được là từ nào, âm tiết nào trong cái từ nào đó là tiền tố. Nhưng mà chúng ta phải học thuộc lòng một số các từ thông dụng, begin hay là produce. Cái nguyên tắc thứ ba là một số từ tận cùng bằng x hay là tận cùng bằng sân, từ yên đấy, thì âm tiết rơi vào cái trọng âm rơi vào âm tiết trước nó. Tôi nói ví dụ như là từ realistic, 4 âm tiết, realistic, tức là tính thực tiễn. Thế thì vì nó tận cùng bằng x, cho nên là trọng âm rơi vào cái âm tiết đứng trước cái chữ x đó.
Ta đọc là realistic. Realistic. Chẳng hạn rơi vào đó. Thế hoặc là tận cùng bằng E-O-N, có khi là bằng shin, có khi bằng jin, vân vân. Thì cứ thấy tận cùng bằng E-O-N thì trọng âm rơi vào trước cái âm tiết E-O-N đó. Ví dụ như là solution thì sơ là một âm tiết, lu là hai âm tiết và shin là âm tiết thứ ba. Thế thì trọng âm rơi vào lu, tức là thế. Solution, solution. Hoặc là từ giáo dục vậy, education, bốn âm tiết, nhưng mà vì tận cùng bằng sân cho nên âm tiết rơi vào là educate, chẳng âm rơi vào k, ta đọc là education, education, chẳng âm rơi k. Thế đấy là cái nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư tức là nếu mà tận cùng bằng C hay là T, tức là CI hay là T, TI hay là PHI, phi hay là đọc là GI, vân vân. Thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba nhưng mà tính từ bên phải sang. Ví dụ như democracy tức là dân chủ. Thế thì trọng âm bốn âm tiết là democracy. Thế thì âm tiết thứ ba tính từ bên phải rằng C-C-R-M-O, cho nên chúng ta đọc democracy, democracy. Hoặc là từ reliability, re, một, li, hai, ba, b, bốn, li, năm, t, sáu, reliability. Thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ bên phải sang, tức là reliability, reliability. Đó là nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ năm tức là nói chung những từ mà có từ ba âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ bên phải sang. Ví dụ như economy thì trọng âm rơi vào economy. Hoặc là từ antibiotic, vân vân. Đấy. Và nguyên tắc thứ 6 tức là những từ là từ compound, từ ghép, thì có hai loại từ ghép. Nếu từ ghép đó là một danh từ thì trọng âm rơi vào cái từ thứ nhất, tức cái bộ phận thứ nhất của cái từ ghép đó. Ví dụ như từ greenhouse. Green là xanh, house, greenhouse. Thì đấy là ghép đấy. Thì trọng âm rơi vào green vì đây là một danh từ. Hoặc là blackbird. Blackbird thì trọng âm rơi vào black. Đây là tên con chim. Thế nhưng mà nếu mà compound đó, tức là cái từ ghép đó là một tính từ thì cái trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ như là bad tempered. Temper là bad temper, tức là cái tính mà hay cáu kỉnh. Bad là một từ, temper là hai. Thế nhưng mà đây là tính từ. Một người hay có tính cáu kỉnh là bad tempered man. Thì trọng âm lại rơi vào temper vì đây là tính từ. Ta không đọc là bad tempered mà đọc là bad tempered. Hoặc là từ old fashioned, tức là cái thời trang, như thời trang cũ ấy, kiểu cổ điển ấy. Old là cũ, fashion là thời trang. Thì đấy là một tính từ. Thì ta không đọc là old fashion mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, old fashion. Như vậy tức là tôi đã trình bày 6 cái nguyên tắc lớn nhất của cái việc xử lý trọng âm từ. Bây giờ xin mời các bạn vào bài tập. Xin mời các bạn tập đọc theo băng những từ sau đây. Money, product, village, reason, present, window, permit, machine, water. Chúng ta vào bài tập thứ hai, tức là chúng ta đọc những từ mà tận cùng bằng x
và Asian vân vân. Tức là trong bài thứ hai này có những từ như vậy, các bạn chú ý. Bây giờ chúng ta ghi một số từ. English, science, physics, language, statistics, computer, reaction, linguistics, information, registration. Bây giờ xin mời các bạn đọc những từ mà tất cả những từ này đều tận cùng với E-O-N. Xin mời các bạn ghi một số từ sau đây. Calculation, solution, relation, decision, distribution, association, reaction, television, operation. Bây giờ xin mời các bạn đọc một số từ dài, tức là có nhiều âm tiết, 4, 3, 4, 5, 6 âm tiết. Và chúng ta chú ý các trọng âm. Mời các bạn ghi một số từ. Biology, biological, geography, geographical, photography, photographical, technology, technological, policy, political, university, managerial, society, sociological, electricity, electrical. Trong bài luyện âm vừa rồi thì chúng ta thấy một đặc thù là một số từ khi mà chuyển cái part of speech, tức là chuyển các từ loại ấy, thì nhiều khi nó chuyển cái trọng âm của nó. Tôi nói ví dụ như từ các bạn vừa đọc là biology thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, biology. Nhưng khi đó là danh từ, nhưng khi mà nó chuyển sang tĩnh từ biological là tĩnh từ thì trọng âm lại chuyển phải biological chứ không phải biological mà biological, chuyển trọng âm. Đấy. Policy cũng vậy thôi, ba âm tiết policy trọng âm vào policy, nhưng khi chuyển thì nó thành political. Bây giờ ta chuyển sang bài luyện khác. Xin mời các bạn luyện một số từ dài có nhiều âm tiết, chú ý trọng âm. Personality, computerization, pharmacology, analytical, agricultural, antibiotic, surgical, digital, microscopic, transmission. Thưa các bạn, trọng âm từ là một yếu tố hết sức là quan trọng trong tiếng Anh và đòi hỏi một khổ công luyện tập. Thế các bạn phải luyện thường xuyên thì mới tạo ra một cái thói quen đọc trọng âm từ. Bây giờ xin tạm biệt các bạn. Goodbye.